ngày 28 tháng 4 tại Bảo tàng Vĩnh Long, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương. Đến dự lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các sở, ban ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố và đông đảo nhân dân trong tỉnh đến dự. Từ nhiều năm nay, tại Bảo tàng Vĩnh Long đã an vị nơi thờ tự dân hương tưởng niệm các vua hùng, tạo điều kiện cho nhân dân trong tỉnh được trực tiếp ngưỡng vọng anh linh quốc tổ. Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương hàng năm là dịp để cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân tề tụ, mang lễ vật quê hương dâng lên các vua hùng. Thông qua các hoạt động nhằm thể hiện lòng thành kính tri ân đến các vua hùng và các bậc tiền nhân, đồng thời giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.